Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với DMP Vlogs. Và đây là Phong Sẹo, đây là Hiếu Siêu Nhân. Và sau đây bọn mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái quả bom như thế này. Đây gọi là bom khói, thấy chưa? Bom khói, Hiếu để lại bom khói cho nó nét. Đấy, đây, các bạn nhìn này, bom khói đấy. Và sau đây là cách làm cho bom khói như thế nào nhá. Các bạn quan sát cách làm. Ok. Để chuẩn bị cái bom khói mình làm đây thì cần có cái KNO3. Đấy. Đấy, KNO3 cái gọi là cái phân đầu trâu. Và đặc biệt là rất nhiều dây báo. Đấy, đây là dây báo mình đã chuẩn bị. Và bây giờ là mình sẽ đổ tất cả các cái phân vào đây. Sau đó là mình sẽ dùng dây báo, sau đó mình phơi khô để làm cái bom khói. Ok. Sau khi làm xong thì bây giờ bọn mình sẽ trực tiếp đốt quả bom khói này xem thế nào. Và Hiếu Siêu Nhân để vào vị trí phóng bom cái xem này. Đấy. Và bây giờ bọn mình sẽ đốt nhá. Ok, let's go. Nào. Đốt đổ Hiếu Siêu Nhân làm gì? Để xuống dưới đi. Thế nha, để nào. Vâng, thưa các bạn, như vậy là thí nghiệm của chúng tôi đã thành công. Ở đây là bom khói nó đã cháy hết. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, comment, đặc biệt là ủng hộ cho cái kênh của chúng tôi phát triển ngày càng hay hơn nữa và tuyệt hơn nữa. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.